với cha. Thì bài hát hôm nay Nguyễn xin phép Nguyễn sáng tác rất lâu rồi, nhưng mà lúc Nguyễn còn thanh niên cơ, để cho quý vị nghe thử cái nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ em hay như thế nào trong mùa xuân khi nhìn mai. Bài hát này có cái tựa đề Nhìn Mai Con Khóc. Xin gửi lại đến quý vị và các bạn.
thánh quyền của các bạn. Bài hát vừa rồi là bài Nhìn Mai Còn Khóc. Thưa quý vị các bạn, có sự sơ xuất quý vị các bạn bỏ qua cho, tại vì Nguyễn là một người nhạy cảm hơn là một người nghệ sĩ, tại vì người nghệ sĩ thường là rất là nhạy cảm và Nguyễn rất là nhạy cảm rồi. Thành thử là bài hát này cố gồng để mà không thoát được cái cảm xúc ra ngoài. Thành thử là nếu có gì sơ xuất xin quý vị và các bạn bỏ qua cho. Nhìn Mai Còn Khóc, đấy là bài sáng tác của Nguyễn khi Nguyễn xa rời mẹ từ bé. Cho nên là những cái câu viết, những cái bài hát mà Nguyễn viết về mẹ, về quê hương đều là rất là cảm xúc của Nguyễn. Quý vị có thấy là nếu mà Nguyễn hát bài hát đấy cứ làm quý vị và các bạn nhớ nhà không nhỉ? Có không ạ? Quý vị có quý vị nào mà ở Hà Nội nhưng mà quê thì